Mình sẽ dán vào cái phần dưới này. Giờ mình sẽ cắt những cái phần dưới còn thừa ra nhé. Vậy là mình đã dán xong cái phần mình đã dán xong cái phần vàn kẻ như thế này. Sau khi mà mình đã dán xong được những cái đường kẻ vàng như thế này, bây giờ mình sẽ lấy cái tờ giấy màu hồng ra. Ở đây mình có cái tờ giấy thủ công màu hồng, mình sẽ lấy ra để trang trí. Đầu tiên mình sẽ cắt cái phần giấy này ra. Cắt đôi này ra. Sau khi mà đã cắt xong, mình sẽ gấp đôi cái phần giấy này lại. Tiếp một lần nữa nha. Một lần nữa này. Sau khi mà mình đã gặp được một cái hình tam giác nhỏ như thế này rồi, thì bây giờ mình sẽ dùng kéo để mình cắt ra thành hình cánh hoa nhé. Sau khi mình đã cắt xong thì mình sẽ được một cái hình như thế này nhá. Đó, một hình bông hoa rất là to như thế này. Mình sẽ làm tương tự đối với cái bên này nha. Bây giờ mình sẽ gập nó lại. Sau đó rồi mình sẽ cắt này. Sau khi cắt xong mình đã được hai cái cánh hoa như thế này rồi. Mình sẽ cắt cái phần này ra.
Cái tiếp theo nha. Là mình sẽ gắn hai cái này lại với nhau nha, để cho cái phần cánh bông hoa của mình nó sẽ dày thêm. Đó, mình sẽ dùng một chút màu vàng để làm nhị hoa nha. Như vậy là mình đã làm xong bông hoa như thế này. Giờ mình sẽ gắn lên cái hình tròn màu cam, màu và xanh nha. Đó. Tiếp theo mình sẽ cần làm một cái móc treo nha. Móc treo mình sẽ sử dụng một chút màu xanh này. Và móc treo thì mình chỉ cần cắt ra một cái phần giấy như thế này. Sau đó mình sẽ cuốn nó lại. Và gắn nó lên cái phần bông hoa này. Sau đó mình sẽ sử dụng cái bút màu nước để vẽ cái phần cánh hoa lên nha. Như vậy là mình đã vừa làm xong một chiếc móc treo trang trí có hình bông hoa như thế này rồi. Rất là đơn giản và dễ làm. Mọi người thích thì có thể làm cùng mình nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt.